Ok, hello, chào mừng tất cả các bạn quay lại với channel Nghĩ Nam Gamer nha. Hôm nay thì chúng ta sẽ trải nghiệm một chiếc xe rất là đặc biệt và mới, thật là mới luôn. Thì mình đang trải nghiệm ở cái chặng đường là từ Đà Nẵng đi Quảng Trị. Thì đây là cái map Việt Nam nha. Đây là ở video thứ mấy mình ở Việt Nam rồi. Thì ok, bây giờ sẽ review cái xe cho tất cả anh em xem nha. Thì đầu tiên xe thì bây giờ cũng rất ok rồi đó. Đó, anh em thấy không? Đây là một chiếc xe Coco City Bus Tour của Đà Nẵng, xe tour du lịch Đà Nẵng anh em. Thì đây chiếc xe cũng khá là đẹp luôn. Thì ở phía sau này mình có để dòng chữ là like video nhé. Thì anh em nhớ xem video thì đừng quên để lại cho mình một like nha và một share để cho tất cả anh em cùng trải nghiệm cái game này. Thì game này rất là hay luôn đó. Thì skin xe thì mình cũng hoàn thành cách 2-3 ngày rồi nhưng mà mình chưa có mod được skin vào. Thì hôm nay mình mod được. Thì anh em thấy trên xe thì mình cũng có để là logo rất là nổi bật với một cái tông màu hồng rất đẹp luôn không. Hiện nay em ơi, nói chung là bây giờ hôm nay mình sẽ thực hiện một chuyến hành trình này. Thì đây là map Việt Nam từ Đà Nẵng đi Quảng Trị nha. Thì bây giờ mình sẽ cho xe nó vào, mình để xe nãy giờ rồi. Bây giờ mình sẽ cho xe nó vào bến nha, bến chúng ta phía trước kia. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình trải nghiệm cái cảm giác lái xe như thế nào. Thì hôm nay lái xe buýt nha anh em. Ở video tiếp theo thì mình sẽ lái cái xe chất chất of Europe 3. Thì ở cái video đấy thì mình sẽ mod skin mới luôn, skin mới trên cái xe tải luôn. Thì hy vọng rằng anh em sẽ cùng trải nghiệm với mình nha. Để mình tới xíu nữa coi. Chưa được luôn hả? Trời mưa rồi. Passengers, okay. It is the departure thì time for the vehicle. Please quá take your là tuyệt seats. Vời luôn, rất là tất cả hành khách chúng ta vào nha. Đó, thì mời tất cả mọi người lên xe rồi chúng ta sẽ thực hiện một chuyến tour. Hành khách chúng ta đang đứng bên kia. Đó, mời mọi người lên đi. Nào mọi người lên đi. Thì xe ok nha, xe như vậy là cũng khá là màu mè. Hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn. Đó, mọi người lên. Lên khẩn trương giùm em đi chị ơi, anh chị ơi. Đó. Rồi mọi người đã lên xe rồi, 54. Let's get 54. started. Thì mình Drive sẽ đóng safe. hết mấy cái này lại và hành trình chúng ta thì bật cái gương lên này. Để xe lên. Hành trình chúng ta sẽ đi một cái đoạn cũng không có dài lắm, từ Đà Nẵng. Từ Đà Nẵng đi Quảng Trị. Cho nên là hành trình nó khá là ngắn cho nên anh em hãy cùng đồng hành với mình nha, share hết video nha. Thì anh em đừng quên like video và nhấn đăng ký kênh cũng là nhấn Turn left. thêm cái chuông đó để nhận thông báo những video tiếp theo. Thời tiết hôm nay khá là đẹp luôn đó. Cái bên phải chúng ta là một cái nông trại có cái máy cày đó anh em thấy. Thì xe mà Toco này, Coco này á, đây là một Continue chiếc xe straight. dạng như xe buýt 2 tầng đó. Thì nó là cái phiên bản mình sử dụng để mình mô phỏng cho cái xe buýt 2 tầng. Xe buýt 2 tầng thì nó là mui trần nhưng mà hôm nay mình sẽ làm mui, cái mui gọi là mui, nó là một xe bình thường luôn mà nó vẫn có 2 tầng luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho xe nó vào, nó đổ xăng cái này, đổ
xăng nha. Xăng có vẻ như nó đang đầy, như nó đang có đầy gì á. Để mình xem. Mình nhớ là chỗ đây nó có một cái chỗ đua xe gì á. Biết là chỗ đây nó có rồi tạm đua xe không? Để mình xem thử. À, chỗ này là nó không có trạm đua xe nha anh em. Nên là bây giờ mình sẽ đi lên đường luôn nha. Không có đổ xăng, mình định là vào đua xe thôi, xài xăng mình cũng mới đổ mà. Ok. Rồi lên đường luôn đi. Chúng ta sẽ lên đường và chở khách tham quan. Rồi. Cái chiếc game bus này á, thì anh em thấy cái vô lăng nó cũng khá là nhỏ luôn. Vô lăng khá là nhỏ cho nên là lái cũng rất là khó lái, nếu mà không có tập trung thì không khó lái nha. Tại vì nó sẽ cho mình được cái gọi là một phen nhào lộn, quẹo qua quẹo lại các kiểu. Cho nên là anh em khi mình lái chiếc xe bus mà trong cái tựa game này thì anh em lưu ý mình cho một xe qua luôn. Qua được không? Wow, không được rồi, được rồi, một xíu nữa là anh cảm rồi. Thì theo cái lộ trình thì chúng ta sẽ mình sẽ vô qua đi cái lằn trong này đi. Mình sẽ cho xe nó đi qua cái đường hầm luôn, gọi là qua chuỗi ba cái cầu á. Khách hôm nay thì nói chung là khách cũng đông đúc, thì hành trình thì mình cũng sẽ xem thử là nó có cái gì đặc biệt ở trên cái chuyến xe này không nha. Ok, chúng ta sẽ đánh lái phía trái và trời có vẻ như là nó chuẩn bị nó mưa đó em. Thì phải nói là khi mà trải nghiệm cái game này á, là nó cho mình một cái cảm giác chạy xe rất là ok luôn. Nhìn thấy cái tay lái xe đâu không, rất là phê luôn. Thì cái hành trình này nó cũng không có dài anh em, nó chỉ có ban đầu nó để là 200 mấy km thôi, cho nên là nó sẽ chạy rất là nhanh. Anh em hãy xem hết video của mình nha, xem trải nghiệm hôm nay nó như thế nào nha. Thì được rồi, mình sẽ review cho anh em nhiều hơn nữa ở trên đường đi. Thì xe chạy nãy giờ rồi thì có vẻ là nó hơi bị dơ rồi, giờ mình cho xe đi vào rửa xe nha, vào rửa xe các kiểu nha anh em. Thì đây là cái chỗ mà có nhà rửa xe nè, clean bus nè, thấy không? Thì chúng ta sẽ vào rửa xe đồ một cách rồi chúng ta sẽ lên đường. Wow, xe nó rửa ra nè ha, xe rửa sạch sẽ rồi mình chở khách rồi tiếp tục lên đường luôn. Đó, phê không, rất là phê luôn. Thì ở cái xe bus này nó có dịch vụ rửa xe vậy cũng khá là ok. Trời mưa trời gió rồi đó, thì xe nó chưa rồi thì mình đi rửa thôi. Đó nè ha, đây là hệ thống mà rửa xe tự động rất là ok luôn, phải nói là rất là tuyệt vời, sạch sẽ các kiểu luôn, hành khách ngồi trong đó ngắm thôi đó. Thì sau khi mà rửa xong rồi thì nó sẽ cho mình chui ra cái đầu bên này luôn. Mình sẽ để xe lên này. Rồi đi ra này, đó thấy chưa, thấy chưa, khá là phê luôn. Rồi tiếp tục, chúng ta tiếp tục lên đường nha bà con. Thì hành trình hôm nay chúng ta sẽ đi qua một cái chặng đường nó cũng khá là ngắn chứ không có dài, cho nên là bà con hãy cùng thưởng thức những cái thu hay ho trên đường nha. Đó thì bà con hãy cùng trải nghiệm chuyến hành
tin này nha. Đó, đây xe bus sẽ đưa tất cả anh chị em trải nghiệm một vòng. Đó, xịn sò chưa? Rồi, ok, ta sẽ lên đường thôi. Xe bus hôm nay phải nói là nó rất là đẹp luôn. Nó rất là đẹp, mọi người thấy nó đẹp không? Quá đẹp luôn. Đó, rất là màu sắc luôn. Thì nói chung là cái xe này nó cũng tương tự cái xe kia đó, không khác gì hết, chỉ là nâng cấp lên là nó không còn mui trần nữa thôi. Đó, ok, chúng ta sẽ lên đường nha. Bên tay phải chúng ta làm có một quán cơm, quán ăn, nhưng mà hiện tại thì có vẻ như mọi người không có muốn ăn cơm, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục hành trình là đi. Đó, thì mọi người cứ tham quan đi, đây là cái gọi là cái khung cảnh cái map từ Đà Nẵng mình sẽ đi Quảng Trị. Map rất là đẹp luôn. Ở bên tay trái chúng ta là có một cánh quạt gió, hai cánh quạt gió năng lượng gió đó, và bên tay phải chúng ta là công ty, nó có những cái ống khói và các kiểu không sao. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mua chỗ này. Đó, chúng ta sẽ quẹo phải chỗ này và hành trình chúng ta thì nó sẽ khá là thú vị. Chúng ta sẽ trải nghiệm ở cái góc quay này, ở góc cái góc của tài xế này là rất là tuyệt vời luôn. Đó, tất cả mọi người thì phải nói là cái game này ấy, thì nó còn rất là nhiều những cái map mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Hiện tại thì mình chỉ vừa trải nghiệm một số cái địa danh của Việt Nam thôi, còn rất là nhiều, cho nên em phải nhớ là hãy đăng ký kênh và nhấn chuông theo dõi để theo dõi những cái video tiếp theo của mình nha. Đó, trời mây đồ nó đã chuyển sang một cái trạng thái là sắp mưa rồi. À, có một chiếc xe 2 tầng nó vừa đi qua mình đó nè. Thì map này phải nói là cũng khá là ok. Đồ họa đồ thì nó cũng có cái chiều sâu. Nhưng mà hiện tại có một cái game mới cũng mới ra đó, thì chắc là anh em cũng đã trải nghiệm rồi. Đi qua luôn. Từ từ. Đèn đỏ mà đâu đi qua được. Phải dừng lại. Lái xe xe này thì phải dừng lại, tại vì mình phải tuân theo luật an toàn giao thông. Đó, bây giờ thì mình có thể đi ok rồi. Có lẽ là bến chúng ta nó đã ở phía trước mặt rồi hay sao đó. Thì rất cảm ơn tất cả anh chị em đã quan tâm và ủng hộ cái tour du lịch này. Thì hành trình chúng ta nó cũng đã đến cái hồi về bến. Thì trong suốt hành trình đi, nếu có điều gì mà anh chị không vừa ý thì anh chị có thể góp ý bằng cách là hãy comment dưới phần bình luận nha. Và anh em đừng quên là để lại một like video để mình có động lực mình làm thêm những cái video mới hấp dẫn nữa anh em. Thì ở cái sự kiện này thì mình hôm nay mình trải nghiệm, mình đưa khách đến chỗ đó là tên xe Toto Coco Coco City Bus Tour. Một cái gọi là chiếc xe bus này nó cũng rất là nổi tiếng luôn. Nếu mà anh em nào mà đi ra Đà Nẵng rồi thì anh em sẽ đi, thì mình sẽ làm một series về chiếc xe này nha. À, thì anh em nhớ xem dõi những video tiếp theo của mình. Thì bên cạnh đó thì mình sẽ làm thêm những cái video về cái game mới Joker of Euro E3 gì đó. Đó, cho nên là anh em hãy cùng đồng hành với mình nha. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Mình sẽ cố gắng làm Dear passengers, we arrived at our destination. Please check all your belongings and prepare your luggage tickets if you have any. Thank you for traveling with us. Bye bye mọi người. Okay.